Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hướng dương như thế này nhé. Mình đã sử dụng kim móc với cái đầu là 3.0mm, đen của mình cỡ 2.0mm và phần nhị mình sử dụng đen màu nâu. Các bạn cầm cái sợi lên tay rồi cuốn quanh vào ngón tay một vòng, kẹp cái ngón út lại. Sau đó đưa cái kim móc vào trong ngón tay như thế này, kéo cái sợi qua. Tiếp tục các bạn móc vào đây một mũi, mũi này chưa tính và kéo rút cho cái vòng tròn này nhỏ bớt lại. Sau đó các bạn móc vào cái vòng tròn này cho mình là 6 mũi móc đơn nhé. Sau khi móc xong 6 cái mũi móc đơn thì các bạn khép vòng tròn bằng một mũi móc trượt đi qua hai cái sợi dây len như thế này nhé. Các bạn kéo rút cho cái vòng tròn này nhỏ bớt. Sau đó mới kéo một mũi móc trượt đi qua hai sợi này, đi qua tiếp một sợi còn lại này. Ta được một hàng thứ nhất với 6 mũi móc đơn. Lên hàng thứ hai mình sử dụng một mũi móc xích, móc vào chân mũi móc xích 2 mũi móc đơn. Và ở mỗi chân mũi tiếp theo chúng ta móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Tổng cộng chúng ta móc xong hàng này sẽ được 12 mũi móc đơn. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi chỉ thừa vào nhé. Móc xong hàng móc này chúng ta lại khép hàng móc bằng một mũi móc trượt. Tiếp tục lên hàng thứ ba với một mũi móc xích, đưa kim vào chân mũi móc xích, móc một mũi móc đơn. Mũi thứ hai chúng ta móc 2 mũi đơn chung vào một chân và cứ một mũi đơn, sau đó là 2 đơn chung chân cho đến hết hàng móc nhé. Móc xong hàng móc này, ta sẽ được 18 mũi móc. Móc hàng móc này chúng ta lại khép bằng mũi móc trượt vào đây. Tiếp tục, chúng ta lên hàng tiếp theo là hàng thứ tư. Hàng thứ tư chúng ta sẽ phải móc là 2 mũi móc đơn rồi đến một mũi tăng, 2 mũi đơn này. Mũi tăng chúng ta móc 2 mũi đơn chung một chân. Và cứ như thế lặp lại cho đến hết hàng móc. 1 2 mũi đơn rồi đến 2 mũi đơn chung một chân.
Móc xong hàng móc này, ta được 24 mũi móc đơn. Khép hàng móc bằng một mũi móc trượt. Bây giờ chúng ta đi làm phần cánh hoa nhé. Các bạn giúp chị cắt sợi, giấu sợi, cầm màu vàng lên tay. Các bạn đặt cái sợi len màu vàng vào đây, vào cái mũi bất kỳ nhé. Chúng ta kéo qua một mũi, rồi đưa cái sợi dư lên trên. Chúng ta móc vào đây một mũi tiếp theo, rồi tiếp theo móc thêm một mũi nữa, và mũi này gọi là mũi móc xích. Chúng ta quay kim móc và móc vào chân bên cạnh một mũi móc két. Tiếp tục móc chung vào cái chân mũi móc kép một mũi móc kép đôi. Sau đó các bạn móc một mũi móc xích, đưa kim và hai cái sợi dây như thế này, kéo và rút một mũi móc trượt. Tiếp tục chúng ta quay kim hai lần và đưa kim vào mũi bên cạnh nhé. Chúng ta móc một mũi kép đôi ở cái mũi bên cạnh. Quay kim một lần, móc vào cái chân mũi kép đôi chúng ta vừa móc một mũi móc kép đơn, sau đó là hai mũi móc xích, đưa kim vào mũi bên cạnh, kéo một mũi móc trượt. Tiếp tục lên hai mũi móc xích, quay kim móc lấy mũi giả, móc vào mũi móc bên cạnh một mũi móc kép đơn. Mũi thứ hai là mũi móc kép đôi chung vào một chân. Móc thêm một mũi móc xích, đưa kim đi qua hai cái sợi dây len, chúng ta kéo qua và rút một mũi móc trượt. Quay kim hai lần, móc vào mũi bên cạnh một mũi móc kép đôi, vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi dây thừa. Chúng ta móc cùng, đi qua hai lần, đi qua lần thứ ba có hai sợi. Tiếp tục quay kim móc một lần, đưa kim vào cùng cái chân mũi móc kép đôi, chúng ta móc một mũi móc kép đơn. Sau đó là hai mũi móc xích, đưa kim vào chân mũi bên cạnh, chúng ta móc một mũi móc trượt. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai cái cánh hoa. Cứ như vậy các bạn móc cho đến hết cái hàng móc này, chúng ta sẽ được một bông hoa. Mình móc đến cánh thứ 8 và đây là hai mũi móc xích này. Bây giờ chúng ta kết hàng bằng một mũi móc trượt vào chung cái chân dây xích như thế này nhé. Kéo và rút một mũi móc trượt. Chúng ta móc một mũi phía đằng sau, rồi kéo rút. Bạn kéo rút là nó chắc này. Sau đó các bạn giấu chỉ đi nhé. Các bạn chỉnh trang lại cánh hoa cho nó phẳng. Bây giờ mình đi làm cái phần đài hoa nhé. Các bạn chỉ cần móc giống như cái phần nhị hoa này, nhưng với 3 cái hàng móc thôi. Lấy hàng đầu tiên 6 mũi, hàng thứ hai 12 mũi, hàng thứ ba là 18 mũi. Và lên hàng tiếp theo mình móc 18 mũi, không tăng mũi. Ở hàng móc này mỗi một chân móc chúng ta móc một mũi móc đơn. Vậy là mình đã móc được 4 cái hàng móc. Bây giờ lên hàng thứ 5 nhé. Trước khi lên hàng chúng ta vẫn kết hàng bằng một mũi móc trượt. Lên hàng thứ 5, các bạn móc vào đây 1, 2, 3 mũi móc xích. Đưa kim móc vào mũi thứ 2, kéo một mũi móc trượt.
bỏ qua một chân móc, móc vào chân móc kế tiếp, kéo và rút một mũi móc trượt. Tiếp tục móc 1, 2, 3 mũi móc xích, đưa kim vào mũi thứ hai, kéo và rút một mũi móc trượt, bỏ một chân móc, móc vào chân móc bên cạnh, kéo và rút một mũi móc trượt. Tiếp tục lên 3 xích, đưa kim vào mũi thứ hai, kéo và rút một mũi móc trượt, cách một chân móc, móc vào chân móc kế bên, kéo một mũi móc trượt. Và cứ như thế các bạn lặp lại cho đến hết cái hàng móc này nhé. Và đây là mũi cuối nhé các bạn, kéo và rút một mũi móc trượt vào đây, kéo dài cái đoạn dây này ra một chút. Bạn rút ra được một cái hình như thế này nhé. Bạn dùng cái kim khâu, kim khâu len, các bạn đưa kim vào đây và mỗi một cái các bạn kéo qua một chút, đưa kim vào đây, kéo rút cho cái này nó nhỏ nhỏ bớt vào. Các bạn khâu cho cái phần đài nó khum vào như thế này, khum vào một chút thôi, khâu khéo khéo mà mình nhét một chút bông, mình cho vào đây một chút bông. Dùng một đoạn dây thép, đưa lên trên, bạn uốn cong, uốn cong cái đoạn dây thép này nha. Kéo qua đây, lại cho nó chui chung vào một lỗ. Bạn dùng kim này, bạn bẻ cái phần cái thép này, nhìn được cái đài như thế này. Bây giờ dùng cái súng bắn keo, các bạn đưa keo vào đây cho chắc cái phần dây thép, bạn quấn dây len, quấn xung quanh cái phần dây thép này. Các bạn muốn to thì các bạn quấn dày nhé, muốn cái phần thanh này nó to thì quấn dày, còn muốn nhỏ thì các bạn quấn ít. Vừa quấn thì các bạn cho thêm một chút keo. Bây giờ các bạn đặt cái phần đài hoa này vào cái phần bông hoa chúng ta vừa móc cho vào đây. Các bạn khâu hoặc là dính keo, mình đi dính keo. Các bạn đưa keo vào bên trong nhé, đây, vào phần bên trong này.
Giữa đây nữa. Cho cái phần đai hoa nó tròn ra ngoài. Vậy là mình đã làm xong cái phần đài hoa. Bây giờ đến phần lá nhé. Phần lá mình móc 13 cái mũi móc kép vào cái vòng tròn ma thuật trước. Ban đầu lên cũng 3 mũi móc xích, sau đó móc vào đây thêm 12 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta kết hàng bằng một mũi móc trượt vào đây. Sẽ được một cái hàng đầu tiên với 13 cái mũi móc. Tiếp tục lên hàng tiếp theo, chúng ta móc một mũi móc xích, rồi đưa kim móc vào cái chân mũi móc xích, chúng ta móc một mũi móc đơn. Tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn chung vào cái chân mũi móc đơn chúng ta vừa móc, và chân tiếp theo chúng ta cũng móc 2 mũi chung vào một chân, 2 mũi móc đơn. Chân thứ 3, 2 mũi đơn chung vào một chân. Chân thứ 4, 2 mũi đơn chung vào một chân. Chân thứ 5, 2 đơn chung chân. Chân thứ 6, 2 đơn chung chân. Và đến chân thứ 7, chúng ta móc một mũi móc nửa kép. Rồi đến mũi móc kép. Tiếp tục lên một mũi, đưa kim vào hai cái dây như thế này, kéo một mũi móc trượt. Tiếp tục móc chung vào cái chân hai cái mũi móc chúng ta vừa móc chung vào đây. Mũi số 10 là mũi số 7 đấy. Chúng ta móc một mũi móc kép. Tiếp tục mũi nửa kép. Vậy là một cái chân mũi này chúng ta móc được 4 cái mũi móc. Và mũi đầu tiên là nửa kép, sau đến kép, sau đến lại kép và nửa kép. Và chuyển sang cái ô bên cạnh này, chuyển sang cái mũi bên cạnh này, chúng ta lại móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Và tiếp tục cho đến hết cái hàng móc này là 6 mũi còn lại đấy, là chúng ta móc 2 đơn chung vào một chân. Đây, mũi cuối đây, 2 đơn chung vào một chân. Sau khi móc xong, ta được cái hình như thế này. Các bạn muốn cái lá to hơn thì các bạn móc thêm hàng nhé. Và lá của mình làm nó vừa vừa thế này thôi, các bạn rút cái mũi cuối đi. Bây giờ mình sử dụng cái kim khâu len. Đưa kim đấy nha. Các bạn cái mũi cuối của chúng ta ở đây đúng không? Các bạn đưa kim từ bên dưới lên này. Xong lại đưa vào đây. Bạn xuyên qua sang bên đây. Ta tạo được một cái lá như thế này. Bây giờ các bạn dùng một đoạn dây thép. Đoạn dây này ngắn hơn cái đoạn dây để làm cái cành hoa mà chúng ta vừa làm đấy. Cái đoạn này ngắn hơn nhé. Ta bôi keo vào đây. Ta dùng cái dây len, ta cuốn quanh. Ở đây các bạn cuốn càng nhỏ càng tốt nhé.
Sau khi cuốn được cái đoạn dây như thế này, cái đoạn bôi keo ở đây, bôi một chút keo, các bạn đặt vào đây. Sau đó lại cuốn cái phần dây thừa này một chút vào đây, cuốn vào đây, cho kết nối cái lá với cái que này vào với nhau. Bây giờ các bạn đặt cái phần lá vào cái phần cuống của cái cánh hoa như thế này. Bạn này dùng cái sợi dây len quấn quanh vào đây, cho một chút keo vào nhé. Các bạn sử dụng len màu xanh nào để làm đài thì các bạn dùng len đó để quấn và làm lá luôn nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái cành hoa như thế này. Chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình.